Đây nó đủ nhau đúng không chú Bình? Cà phê ăn pizza ở North LA. Ờ. Ăn ăn cái đó không đã. Nhưng mà ăn chơi mà. Rồi. Nhân tiện đây anh cảm ơn chú qua thăm gia đình anh chị. Rồi gặp mấy bạn bè của anh vậy thôi. Anh em mình vui vẻ. Rồi, nếu mà chú có chút khác gì anh em không ngại. Dạ thì em cũng rất là vinh dự sẽ nhận là thôi. Cảm ơn bề trên, cảm ơn hai bác Hải, rồi cảm ơn tất cả các anh các chị ở đây. Em thì đừng xa xa xôi và đang ở đây được hai bác Hải và Thủy chuẩn bị một bữa rất là thịnh soạn, rồi thấy mà rất là chu đáo mà em cảm thấy là rất là hạnh phúc. Và cảm ơn anh chị nha. Rồi, em ráng qua đây đều đều để tụi anh hưởng lại ước mày nữa nhá. Đầu nữa rồi, tránh hủ nhá. Cheers. À, yo 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 đây, yo yo yo. Cái giỏ đó, tôi hỏi gặp anh Tường chứ, anh em hỏi mỗi giờ. Nấu cái nồi gì mà hả? Năm ba dồn vô chỗ dữ vậy trời. Giờ cái bắp ăn không phải. Cái ăn dụng sao hả? Ông ấy dồn vô nấu mà dồn bóc. Thôi cái nồi gì mà hấp dẫn rồi, 5 người rồi chấu đầu vô đây dữ vậy. Ờ là xuất phá à. Nhưng mà cũng quay nặng mấy thằng nó mình giờ mình coi đây như chấp á, nó đâu được mà cho em mấy cái cả mũ đâu phải giúp bị cầu à 15 kg. Khô đúng rồi. Nó khô khô. Đúng sai. Nó mà này nuôi à? Gì? Đúng sai thì khoảng tầm 2 kg. Đấy, là mua hai kiện. Để coi đây rồi lên Sáng cho em. Thôi em mới tới đây. Trời ơi. Chẳng hiểu gì nữa.
Ờ cha. Không biết mà nói đi. Không biết, không biết là quên. Chào cha mày. Rồi chào chị hen. Rồi chia. Một đôi cái mũi. Hai cái mũi. Hai cái mũi này. Hai cái mũi. Dạ. Dạ dạ. Hai cái mũi này ông xin dầu. Còn nghe đang ở chung với ra khi nghiệp như sạch ra con ở đây ông lại chửi tao đi giờ không tại vì ở đây trước mặt anh hai rồi ở Việt Nam rồi anh em không mà chứ mà thì bà nghe nên nói tiếp đây rồi đó em mà ở nhà tiên thì hôm nay cha chưa ăn nhưng mà tôi mới mở cái nhà rồi. Em mà về gặp anh Thanh dẫn xong luôn rồi.